Xin chào mọi người. Ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng hai chiếc máy thái lát với nguyên liệu hôm nay là măng nhé. Đây mọi người có thể xem măng. Đấy, đây là một máy thái điện và một máy thái quay tay. Bây giờ sẽ làm để cho anh em biết cái nguyên lý hoạt động của cái máy nó như thế nào. Đây nhá, mọi người xem nhé. Trước hết mình sẽ thả vào cái hộc, kéo cái lò xo này ra này, thả vào cái hộc này. Đấy, xong bắt đầu là chúng ta đến điều chỉnh mỏng dai. Thì ở đây thì anh em lưu ý là điều chỉnh mỏng dai thì ở đây nó sẽ có một chiều to, một chiều mỏng, thì chúng ta phải bật máy trước để xem nó đang ở cái mức như thế nào rồi. Đây. Như này gọi là quá mỏng luôn. Quá mỏng luôn, mỏng như tờ giấy luôn. Thì chúng ta sẽ cần to hơn, thì to hơn bao nhiêu thì anh em sẽ điều chỉnh ở các cái núm này này. Đấy, chúng ta sẽ to hơn. Bật máy lên. Đấy, nó sẽ dày hơn nhá. Và cứ vặn cái này tiếp để nó được dày hơn nữa. Đấy, bây giờ nó lại dày nữa rồi. Thì anh em nhớ là nó có thể điều chỉnh được mỏng dày. Mỏng dày là do mỗi người sử dụng thôi. Đấy. Không, bây giờ nó sẽ làm dày đến như kia thì chúng ta sẽ lại tiếp tục vận chỉnh. Vận chỉnh hơn. Đấy. Nghe được chưa? Đây, bây giờ chúng ta khi mà đã cài đặt được với cái con máy điện này thì nó đơn giản lắm, cứ thế mà bật thôi. Đấy. Rồi, con bên mình đã ok, bây giờ chỉ có bật và nó chạy thôi. Đấy, cái điện này nó nhàn hơn, không phải quay bằng tay, cắm lên bật lên nó chạy thôi. Cái miếng này nó sẽ nó so nó đẩy ra mà. Nó so đẩy ra, thế nên mình cắt xong rồi bỏ tay, bật mé, nó tự đẩy vào. Nhàn, con này chạy bằng điện. Đương nhiên là điện nó sẽ phải hơn so với quay tay rồi. Thì đây là cái con bằng điện. Con quay tay thì cũng đã quay xong rồi, mất công quay một tí. Đấy là một cái clip để hướng dẫn anh em về cái măng nhé. Gọi là thái lát măng, có thể điều chỉnh theo kích thước mong muốn bằng cái lúm này. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái cách thức sau khi sử dụng xong. Sau khi dùng xong ấy, anh em để ý nhé, là chúng ta sẽ phải tháo lưỡi dao ra. Thì tháo lưỡi dao đối với hai con máy này nó sẽ khác một chút. Đối với con máy này thì nó sẽ có hai cái lớp khóa ở đây. Chúng ta sẽ phải mở cái lớp khóa này trước, mở lớp khóa này sau. Sau đó thì rút ra. Đấy. Lúc cho vào thì chúng ta rửa vệ sinh. Lúc cho vào chúng ta cho vào như thế này. Xoay 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 để cho nó vào đúng cái lẫy. Và lại khóa cái này. Khóa cái này. Thế là xong một con này. Còn đối với cái con máy bằng này thì mọi người có thể là sử dụng cái lẫy đằng sau này, mở này. Đấy, rút nó ra. Cái này thì anh em lưu ý là phải nhớ là cái tác động tay của mình là phải ấn cái này ra thì nó mới ra được nhá. Đấy, chứ không cứ rút thì cũng không bao giờ ra đâu. Phải mở như thế này, mở ra. Đấy, để hiểu hơn. Đấy, đơn giản như thế thôi. Thì anh em tham khảo các cái sản phẩm của bên mình tại trang web máy thực phẩm Hoàng Quân .com hoặc gọi theo số hotline ở đây 0941111699 0973684391. Clip giới thiệu đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.